Ở đây nó có cái ưu đãi nè, ưu đãi mình quay được cái ưu đãi của Tiki nè, không hiểu đây ưu đãi của Tiki là việc giảm 30.000 nè ha, đây nè qua trồ ha, trị giá 30.000, đây là ưu đãi nè, cái mã này ha, còn hạn sử dụng tới ngày 24 tháng 4, ngày 24 tháng 4 mà nay mới tháng 2 ha, sao chép. Rồi vô cái Tiki này thì nó không cho, là không hiểu luôn, nó lừa đảo hay kiểu gì hay nha các bạn. Vô đây mình cho các bạn coi cái mã giảm giá của Tiki nha. Này ví dụ mình mua cái gì đây, này ha, mua rau cứng này rồi mua 128 thôi. Rồi xem giỏ hàng ha. Này có giảm giá này đó, cái giảm giá của mình đây là 30.000 áp dụng đó, báo này không tồn tại. Này ấy lại cho các bạn coi này, này. Áp dụng ngủ lấy hoa sơn hả, đu đủ ngọt đây này, mở cái hình nắng này nó ngọt ngay. Trời ở nhà con nhỏ nó kêu sữa xe quanh luôn mà nó sâu hết, sâu 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 cái mã này qua bên đây áp dụng thì là không được, quá trời luôn, hổng anh có sâu không, không hiểu mua hàng không có ấy được. Cuối cùng là ở bè tắm rửa đây không được gì hết. Đó mua cái này, cái này cuối cùng cũng mua bằng giá luôn, không có xài được cái mã. Đó vô trồ, vô trồ gì đâu mà không được. Đi về đó anh ơi, đi đi về đó để anh đăng cái này đó. Quá trời mũi luôn. Nó không? Nó đóng cửa không? Nó là vừa có xuống vô nhiều, tối giờ nó đóng cửa hết, không có để cửa đâu. Và đây chập tối là nó đóng cửa à. Gì luôn này nè, cái răng bằng để chụp hình được cái màn hình này. Ô chụp thứ kia ha, giảm giá sẽ được. Giảm được cái này. Đó. Luka nó về cũng như thằng bắt uống rồi. Dao má nó về ông ơi. Mã này mà hái xay uống. Ở nhà ngày chủ nhật chứ không được tặng rồi cuối cùng cũng chẳng được gì hết. Đó. Đi, 4 giờ. Dao sạch vẽ thằng hái rồi hay uống cho mát. Đây rồi, lần đầu mình mua hàng ở Tiki thì mình đặt 4 giờ chiều hôm qua thì 10 giờ sáng hôm nay đã giao rồi đó, anh đang làm cái này mà thì mua cái ổ cứng SSD 120GB à, của Tiki giao nè, cái hộp của Tiki nè. Thì mình mua giá bao nhiêu giao lấy tiền bao nhiêu nha, không có tiền ship nha,
cua à, ok trong hộp cua cua đây, ổ cứng nè đó, ổ cứng này mua 120GB SSD 480.000 đó, thì về mình sẽ thay vô cái ổ cứng của cái máy bàn đây của Tiki nè, xuất xứ Trung Quốc đó. Đó. Cái loại này là thấy rẻ nhất nè, thì mua thử coi chất lượng của nó sao ha. Đấy rồi, khui hộp trong đây nữa này, khui hộp ra coi em nó đẹp trai cỡ nào, đẹp trai không đó, đây nó đẹp trai không, gamer nha, nó gamer 120GB chỉ có 480 thôi, coi tem gì đây, tem bảo hành của công ty nào đây, bảo hành đến 29 tháng 10 năm 2022 luôn nha, công ty này công ty gì đây không biết, NRE là công ty gì không biết, có một tem thôi đó, rồi tin của nó đây, rồi sẽ gắn vô mình cài xong rồi thì mình sẽ tầng cao của em nó đây. Này gamer này, gamer vậy thôi đó, hộp này chính hãng đây, ừ cũng đẹp đó, mình cũng ok đó, rồi bây giờ sẽ gắn vô cài thôi đây, thì bây giờ mình sẽ gắn thêm cái ổ này vô, đây là cái máy của mình đó ha, máy của mình đang xài cái ổ cứng laptop không phải SATA, thì mình sẽ mở lên cho bạn coi nó chạy chậm cỡ nào, rồi mình gắn cái này vô, rồi mình sẽ mở nha, đây sẽ mở lên đó, mở lên nó chạy Win 10 rồi, xong mình gắn ổ cứng vô mình lót nè, các bạn coi nó chạy cỡ nào ha, này quét đít tu đít qua thôi đó, Win 10 nó chạy. Vô Win chậm lắm, ổ cứng ATA mà SATA chứ, ổ cứng SATA thì tốc độ nó chậm lắm đó, vô ha, vô khá là chậm. Giờ mình gắn SSD thử coi nha, giờ mình vô này mình tắt đi, mình gắn SSD rồi mình sẽ gót cho mấy bạn coi luôn ha, rồi sau đó mình sẽ mở lên coi tốc độ nó cỡ nào đó, giờ mới vô được Win á, rồi giờ mình sẽ tắt đi này, máy của mình nha, cấu hình nè, mở cấu hình cho mấy bạn coi ha, mở cấu hình cho mấy bạn coi, có cái cạc hình nữa nó bị ấy rồi, tháo cạc ra rồi. Có hình coi máy nè, bản gót nè, bản gót của Sông Ngọc nha bạn đó, mở cái cấu hình lên bạn chạy đây, Win 10 64 bit đó, RAM 8GB, xe RAM 2GB, chặt hình on board đó, chặt hình on board của mình có chặt hình mà nó bị hư rồi, đó là Win 10 là nhận đủ 8GB luôn các bạn, RAM 2K 4GB, cây 4GB, 2K 8GB, đây 81, 92 MB RAM, rồi giờ mình sẽ tắt và mình load đi thôi, tắt máy.
Rồi sau đó mình đặt lên, mình sẽ gắn ổ cứng vô rồi mình chỉ các bạn gót luôn ha. Rồi đặt. Rồi sau khi mình gắn cái ổ cứng này vô rồi đó, cái này ổ cứng ở trên này, cứng trên nằm trong này, ổ cứng này ổ cứng laptop nè, ổ cứng này là 250 GB, cứng này 120 GB, này SSD nè. Rồi giờ mình sẽ mở máy cắm USB boot vô mà này, rồi boot vô. Rồi ống F12 cho boot USB F12, chọn USB KingMax. Đó là gần cho các bạn coi đây. Rồi điện thoại nó hơi lắc nha các bạn. Ôi vô Windows luôn rồi. Ôi trời ơi, sao vậy? Khoan để mình khởi động lại, có gì đó sai trái đây. Trời, nó vô Win thì hơi lâu đó. Rồi sau khi bấm restart rồi sẽ bấm lại F12 để vô chọn lại, nãy chọn gì cũng bị sai rồi. Restart. Thấy cái ổ cứng này chạy lâu. Cứng ổ cứng laptop. Laptop cũng chạy lâu nữa. Cái này phải chọn cái này. Ồ, khi mình gót mình thấy cái tốc độ nó hơi chậm mấy bạn. Không biết là cái ổ cứng do cái ổ cứng của mình hay sao mà lúc 2000 xong xuống 1800, 1700 giờ còn có 1600 tốc độ. SSD mà 1600 là hơi chậm mấy bạn. Thì cái này do cái ổ cứng SATA, tốc độ của SATA hay sao, thì chút nữa mình vô cái mình coi mới được ha. Nó gót cái này quá chậm, kiểu này hơi chậm á. Nãy giờ cũng hết 5 phút rồi đó, gần 5 phút rồi mà có 10%, và đó là cái tốc độ khá là chậm. Rồi chút nữa hơi gót xong mình sẽ mở lên. Rồi được 98% rồi. 98% thì nó còn có 1003 thôi, tốc độ 1003, còn 20 giây nữa. Tốc độ 1300 1310. Tốc độ này chậm 7 giây nữa. Rồi thì nó xong thì mình sẽ tắt, mình sẽ cho nó vô con Windows bằng cái ổ đó, cái ổ SSD coi nó sao. Rồi continue with talk yes. Rồi mình sẽ tháo cái ổ đó ra cho nó coi sao. Rồi thì mình đã tháo USB ra, tháo USB boot ra, rồi tháo ổ cứng cái ra luôn, tháo ổ cứng laptop ra, ổ cứng SATA ra, HDD ra. Mình tháo cái ổ HDD ra rồi, này ổ HDD này trên đây này, ổ này của laptop á, HDD của laptop. Rồi mình chỉ cho nó chạy ổ SSD của mình mới mua 480 nè, jammer này. Rồi coi nó chạy sao nha. Vô Win.
Rồi, lỗi luôn. Không nhận ổ cứng luôn. Lỗi rồi, để mình coi lại.